Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một món ăn rất là nhanh và gọn lẹ. Đó là món thịt thăn xào bít tết. Cái món này đáng lẽ là phải có thịt bò xào thì nó ngon hơn nha các bạn. Nhưng mà trong cái mùa dịch này là hơi khan hiếm, nên có cái gì mình sẽ làm cái đó nha. Nguyên liệu gồm có là 500g thịt thăn. Chúng ta sẽ rửa muối sạch rồi để cho nó ráo ha. Hoài củ hành tím, một muỗng cà phê bột ngọt, một muỗng canh nước mắm, một chút đậu phộng rang, vài củ hành hương, một muỗng cà phê bột nêm. Rồi chúng ta sẽ gồm có là cà chua và rau xà lách với rau thơm để mình lót mình ăn cùng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ sơ chế cái nguyên liệu này nha các bạn. Chúng ta sẽ ướp thịt trước. Chúng ta sẽ cắt cái thịt thăn này ra thành từng lát mỏng nha các bạn. Thịt thăn này mình còn gọi là đùi bà đó các bạn. Thịt sắc xong rồi nè các bạn, mình sẽ bỏ vô cái tô ha. Rồi mình sẽ đập mấy củ hành này vô mình ướp chung ha. Mình sẽ băm nhuyễn nó ra. Rồi hành này nhuyễn rồi nè các bạn, chúng ta sẽ bỏ vô ướp thịt luôn, đổ hành vô ướp thịt ha. Chúng ta sẽ bỏ một muỗng cà phê bột nêm vô. Một muỗng bột ngọt, cà phê bột ngọt. Nước mắm nè các bạn, mình sẽ đổ vô luôn ha. Cái thịt này mình ướp lạt lạt vừa ăn thôi, không có cần mặn ha. Tại vì chút xíu mình sẽ chấm với nước mắm chua ngọt á, nó sẽ ngon hơn ha. Rồi cái hành này á, cái hành này mình sẽ sắc ra nha các bạn. Hành này mình sẽ sắc thanh ra. Trong khi chờ đợi thịt thấm á, thì mình sẽ chuẩn bị pha cái nước chấm nha các bạn. Mình sẽ bỏ vô một muỗng canh nước nóng ha. Rồi 2 muỗng canh đường, 1 quả chanh ha, nước cốt chanh 1 quả. Hai muỗng canh nước mắm. Mình sẽ trộn lên ha.
Cái này các bạn có thể tăng hay giảm tùy theo khẩu vị của gia đình mình ăn ha. Các bạn trộn cho đường với nước mắm nó tan hết. Sau đó thì các bạn mới bỏ phần tỏi với ớt vô luôn ha. Nước mắm mình đã trộn cho nó tan đường ra rồi nè các bạn. Mình sẽ bỏ phần tỏi ớt vô ha. Mình sẽ sắc rau mình lót xuống dĩa nha các bạn. Để hồi mình xào thịt rồi mình sẽ bỏ vô luôn ha. Mình sẽ sắc cà chua ra ha. Cà chua các bạn sẽ sắc từ muối. Mình sẽ trang trí cái phần cà chua này vô cái dĩa nha các bạn. Cái dĩa cà chua mình đã trang trí xong rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ đi xào thịt thôi ha. Rồi sẽ mở lửa lên. Chảo nóng rồi mình sẽ đổ dầu vô nha các bạn. Mình sẽ bỏ cái hành tím này vô xào nha các bạn. Mình xào cho cái hành nó thơm rồi. Mình sẽ bỏ thịt vô chung mình xào luôn nha các bạn. Thịt này các bạn phải xào lửa lớn nha. Mình sẽ xào lửa lớn cho cái thịt mình nó mau chín. Thịt mình xào vậy là chín rồi nè các bạn. Thịt này mình xào rất là mau nha. Rồi mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ xúc thịt vô dĩa nha các bạn. Mình sẽ bỏ rau thơm vô nha các bạn. Rồi mình sẽ gắt thêm một miếng đậu phộng vô nha. Mình đã thực hiện xong cái món thịt thăn xào bít tết nè các bạn. Mời các bạn ăn cơm trưa cùng gia đình mình. Cái món này mình sẽ ăn kèm với nước mắm chua ngọt rất là ngon nha các bạn. Ăn nó không ngán nữa. Bếp miền Tây xin chào các bạn và hẹn gặp lại vào những clip sau.